tâm sự của cô Phan Thị Kiên, nhà ở Tăng Nhân Phố A, quận 9, Hồ Chí Minh. Cô Kiên tâm sự như sau. Cuối năm 2016, cô thấy bụng đau, đi khám bác sĩ thì chẩn đoán là bị viêm nhiễm phụ khoa và cho thuốc về uống. Uống thuốc liên tục thời gian khoảng 15 ngày mà không thấy bệnh chuyển biến, còn có dấu hiệu nặng lên. Cô thấy lo lắng, tâm sự với bạn bè và người thân thì cô được người thân khuyên đi khám tại bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây thì các bác sĩ đã chẩn đoán cô là bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng dường như trong cô mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn. Thời gian này cô được khuyên hóa trị tại bệnh viện, sau 2 tháng hóa trị không có kết quả, không những thế mà người cô còn gầy còm đi do ăn uống kém, sức khỏe bị sa sút trầm trọng. Bàn bạc kỹ với gia đình, cô quyết định chuyển sang dùng thuốc nam. Được một người bạn giới thiệu cho cô lấy cây xà đen về uống. Từ năm 2017, sau 1 tháng sử dụng thì cô đã thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn trước, bụng bớt đau và bớt chảy dịch. Uống thêm tới tháng thứ 2 thì cô đã ăn uống được tốt hơn và cơ thể có dấu hiệu phục hồi. Từ một người bệnh nặng 35kg, cô đã lên được 2kg, lên 37kg. Cô thử đi kiểm tra lại sức khỏe thì thấy tình hình khối u không có dấu hiệu phát triển thêm. Tiếp tục kiên trì sử dụng cây xà đen, tới tháng thứ 3 thì cô đi kiểm tra kích thước khối u giảm nhẹ. Sức khỏe dường như đã phục hồi, đã được 2 năm cô vẫn sinh hoạt bình thường mà không có dấu hiệu của sự phát triển bệnh của khối u. Từ đó cho tới nay thì cô đã gắn bó với cây xà đen và coi cây xà đen như là một thức uống hàng ngày. Cách đây 1 tháng cô có gọi điện đặt thuốc và tâm sự với chúng tôi suốt 1 giờ đồng hồ về sức khỏe của mình. Thấy sức khỏe của cô phục hồi thì chúng tôi rất là vui mừng vì đã giúp ích cho cô và những bệnh nhân trong thời gian qua. Bạn Phùng Thị Quyên, nhà ở Phú Giáo, Bình Dương cũng gửi tâm sự như sau. Bạn Quyên có người nhà mắc bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối bị bệnh viện trả về. Sau 1 tháng dùng cây xà đen sắc nước uống thì người bệnh đã sức khỏe đã tốt hơn, bớt đau, ăn uống tốt hơn, khối u vòm họng cũng đã được khống chế, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Thấy những tác dụng tốt của cây thuốc này, chị Quyên và gia đình đã thường xuyên sử dụng nước sắc từ cây xà đen, uống thay nước hàng ngày. Đồng thời chị còn giúp cho rất là nhiều bệnh nhân ung thư biết và tìm đến cây thuốc quý này. Với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thì cây xà đen chính là cứu cánh cho những bệnh nhân trong thời gian này.